Chào tất cả các quý vị. Ở video này tôi chia sẻ với các quý vị về top các loại chớp nhôm nam chắn nắng lắp đặt dễ nhất. Bởi vì những cái sản phẩm này là những cái sản phẩm thực ra là trên thị trường cũng ít. Trước đây là ít thì bây giờ nó tăng lên dần. Đấy thì nhiều người cũng không biết nên là tôi chia sẻ cái cách qua cái cách lắp đặt của các loại chớp nhôm cũng như là phân loại là các loại chớp nhôm nào lắp đặt dễ nhất hiện nay. Chớp nhôm nam chắn nắng. Thế thì để tìm hiểu thông tin bên chúng tôi thì các vị có thể click vào đường link website tôi để bên dưới cái phần mô tả của video này. Đấy, mỗi một video tôi lại để cái đường link website bên dưới để các vị có thể là tìm hiểu thông tin bên chúng tôi, hoặc là các vị có hỏi thêm gì thì có thể để lại bình luận bên dưới. Thế hiện nay các loại chớp nhôm thì có loại như là chớp nhôm 13S này, 13S này, chớp nhôm 85C này, rồi là chớp nhôm chữ Z này. Đấy, rồi là chớp nhôm đầu đạn này, rồi chớp nhôm lá niếu này, rồi chớp nhôm hình thoi. Đấy thì tôi mô tả những cái loại chớp nhôm lắp đặt dễ nhất hiện nay ấy. Thì hiện nay thì tôi đánh giá là các cái loại chớp nhôm như là chớp nhôm 13S này là lắp đặt dễ này, các dòng là rẻ. Đấy, và 85C là lắp đặt dễ nhất. Đấy, còn cái chớp nhôm chữ Z này thì lắp đặt sẽ khó hơn và nó liên quan đến khung bao rồi lắp trong, thì cái loại chớp nhôm này thì chỉ cần ai ai đấy là chỉ tức là biết 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 khoan biết vít là bắn được, là lắp được. Đấy, biết biết bắn khoan rồi cầm khoan bắn vít là làm được. Đấy, bởi vì những cái chớp nhôm này là cắt theo cầu rồi, 85C hay 13S đây là dòng là rẻ. Còn cái này thì nó đòi hỏi chúng ta phải cắt rồi đo đạc rồi chia rồi các thứ nó khó hơn. Đấy, về khung ghép các thứ, khung bao rồi rất là nhiều công đoạn hơn. Nên là bây giờ theo như tôi thì chúng ta nên chọn những cái gì dễ để chúng ta làm và làm nhanh nhanh nhất có thể. Còn cái này thì chúng ta phải sản xuất cắt rồi lâu hơn, khi mà chúng ta mua nhôm về chúng ta cắt rồi tính toán rồi để xê. Còn cái này gần như không có. Đấy thì cái dòng giá rẻ thì cái loại là 13S và 85C là lắp đặt rẻ nhất. Đấy, đấy thì các vị có hỏi thêm gì thì có thể để lại bên dưới. Còn cái dòng giá cao hơn, cao cấp hơn, ví dụ như là thì nó có các loại như là hình đầu đạn này, rồi hình lá niếu này, hình hình thoi này. Đấy thì những cái loại này thì cái hình thoi thì nó có phần liên quan đến phần chuyển động. Đấy, thì các vị làm nó sẽ khó hơn so với phần lá niếu hoặc là hình đầu đạn. Đấy, thì theo tôi thì cái dòng cao cấp thì cái loại đầu đạn và loại lá niếu ấy thì là lắp đặt dễ hơn. Đấy, thì cái này nếu mà số lượng nhiều chúng tôi cắt theo cầu, còn số lượng ít thì các vị về tự cắt nó rất đơn giản, các vị chỉ biết cầm cái máy cắt cắt và biết cầm khoan bắn vít là bắn vào khung được. Thế thì như cái hình ảnh các vị đang xem thì đây là cái lá này và được lắp vào cái kẹp này. Kẹp thì bắn vào khung này, thì các vị bắn cái kẹp này vào cái khung và đặt lá vào và bắn cái kẹp kẹp cái lá là xong. Chỉ cần hai con vít cho một cái điểm bắt như thế này, bắn vào khung. Đấy, như vậy là chúng ta chỉ cần biết cần cầm khoan bắn vít là chúng ta có thể tự làm được rất đơn giản. Những cái sản phẩm về nam châm chắn nắng chớp nhôm là những cái sản phẩm thiết kế rất là thông minh, nên là chúng ta làm rất là đơn giản thôi, nó không khó như cái phần chúng ta sản xuất nhôm khung nhôm cửa kính là nó khó hơn. Cái này chỉ cần biết cầm khoan bắn vít là chúng ta bắn được. Đấy, cái nội dung video tôi chia sẻ top các cái loại chớp nhôm nam chắn nắng lắp đặt dễ nhất đến đây là kết thúc. Các vị có hỏi thêm gì thì có thể để lại bình luận bên dưới. Video này tôi kết thúc ở đây. Cảm ơn các vị đã xem và hẹn gặp lại các quý vị ở video mới ạ.